Bây giờ xin mời bà con mình nghe một truyện ngắn của tác giả ông Vỗ Mông Phan Nhật Bắc, Ma Đường Sắt. Sau khi chiếm miền Nam xong, mục tiêu thứ nhất là lùa hết hàng thần lơ láo của chính quyền miền Nam vào tù, mệnh danh là cải tạo. Hai là lo khôi phục tuyến đường sắt Bắc Nam cho nhanh để vơ vét. Ba là ăn cướp đánh tư sản, chúng vơ đến cùng tận, vét như những tên già vét máng các cô gái bán trong nơi đường Hồng Thập Tự về đêm ở Sài Gòn, tăng dần lên còn hơn thời chiến tranh vì cạn kiệt sức sống. Dân miền Nam đa số sống vào đồng lương của chính phủ. Những lũ khỉ Trường Sơn xuất hiện ngây ngô trong những bộ đồ lính màu cướp ngựa, bi bô láo khoét. Miệng nói cái gì ngoài Bắc cũng có, tivi chạy đầy đường, tay thì chúng thâu tóm theo chính sách, vào vơ vét. Nam nhận họ, Bắc nhận hàng. Tội nghiệp phe thất trận, muốn yên thân thì vơ đại một tên cán ngố thời bà cố năm xưa, để dựa một chút hơi hám, cho bọn 30 tháng 4, bọn trở cờ chúng bớt để ý. Bọn này là bọn ác ôn nhất, vì chúng là những tên trúng lính, hay du thủ du thực và nằm vùng. Chúng là những bộ óc từ Bắc vào. Mẹ nó, con đường Bắc đi là con đường bi đát. Đôi dép râu dẫm nát đời tuổi trẻ, nón tai bèo che kín hết tương lai. Địch lãnh tụ con mẹ gì, khi người dân thấy mặt là họ chạy, chạy té khói, chạy từ Bắc vô Nam, chạy ra biển lớn, đéo tránh chúng được. Đang bị máu dê dâng lên tới 180 trên 70. Bởi vì sao? Vì tôi đang nhớ những bóng ma trên từng sân ga mà tôi đã đi qua, và những cặc cu hồn lồng đường sắt kể lại. Ma người sống, ma người chết đầy các ga Hòa Hưng, Bến Thành, Dầu Dây, Suối Kiết, Sông Phan, Mường Máng. Ma từ thời Pháp, ma thời sau này, nạn nhân của cuộc giải phóng. Trạm tuyển quân đường sắt Cung Mương Máng Sài Gòn, một tấm bảng to tổ bố trước một cơ quan của đường sắt gần ga Phan Thiết. Mấy cha lính ngày xưa xếp hàng ghi tên đói quá, đầu gối phải lết. Ngày xưa cầm súng bắn tụi nó, bây giờ xếp hàng tục quần cho mấy con nữ hậu lý khám cu, cầm cốt sẻn. Mấy con này từ cục thiết lộ ngoài nớ vào, đích to tổ chảng vì vượt Trường Sơn vào Nam, nhìn nhậu không vô. Tôi đi với chiến đầu đền và ba gà ghi danh mừng đường sắt, cả đám tuột quần như lũ khỉ đít đỏ. Mấy con hậu lý địa cô tôi dữ quá, tự nhiên tôi kéo quần lên rồi đi ra, mắc cỡ thí mẹ. Nghe con nữ hậu lý khám cu thằng ba gà nói, sao cu anh dơ thế bộ không tắm hả? Còn anh kia sao đít anh ghẻ không thế? Anh kia sao kéo quần nên? Chưa khám sao lại kéo nên, kéo xuống ngang chưa? Trời, tôi xoay người lại thì thấy một con Bắc Kỳ có đôi mắt lá râm. Nô địa cu tôi hồi nãy, cười dê như dê gái nhìn tôi mắt mơ màng. He he he, vào đây em khám, có gì mà no nắng anh ơi? Tôi không có khám nữa, tôi không làm đường sắt, tôi xin ra ngoài. Anh ơi, của anh mạnh khỏe, chắc anh tốt. Khám đi. Em bố trí anh vào công tác cầu đường, không chọt hố. Ê, chọt hố là gì? Là sảm đường ray xe lửa đó. Tôi không biết sảm là gì, mẹ chúng nó từ ngữ gì mà lạ tai. Nhưng con nhỏ này cũng lạ mắt, nó đẹp nhất trong đám y tá mà tụi Việt Cộng gọi là nữ hậu lý. Thôi, liều mạng cho nó rờ tí cũng đỡ vả, làm hay không tính sao. Trời! Tôi lân lân khi bàn tay phái nữ rờ vào, nó bung lên như củ khoai mì bật gốc. Tôi vội bụng lại thì con nữ hậu lý kéo tay tôi ra hỏi. Để tôi cắt da nhé cho sạch, tại vì anh không địch nhiều đó, nên nó chưa lột ra như cháy chuối. Thôi, để vậy tôi thích của tôi mà tôi có quyền đổ nón hay không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản, tài sản này là của nhà nước ngang chưa? Trời mẹ, như vậy là cụ từ này là cổ chung, chết tôi.
nghe tiếng thì thầm và khám hơi lâu một con hộ lý khác đi vào. Cậu nằm rì lâu thế? Thằng này tớ khám hơi kỹ. Đâu đâu cho tớ nhòm cái. Nghe quảng quá tôi kéo lên cái rẹt, xong rồi tôi ra. Từ từ gì mà nhẵn thế? Thôi nhé, mai anh đến nhận giấy lên mương máng nhận công tác nhé. Nói xong nó liếc xéo tôi, nhét một tờ giấy nhỏ vào tay. Tối nay gặp anh tại vườn hoa trước ga Phan Thiết. Ra bên ngoài tôi đọc rồi đưa cho chiến đầu đành xem. Hè, chắc nó muốn mày, phận nó đêm nay đó. Chạy luôn đi, mẹ họ, tao có con nào dòm đến đâu. Về nhà tôi ngồi trầm ngâm. Đi làm đường sắt nơi vùng trường thiên nước độc, sốt rét chết có ngày. Ba tôi nói, ông đã từng bị sốt gần chết khi làm cầu đường cho Pháp. Thôi, tìm việc khác mà làm. Tôi trúng luôn con nhỏ hộ lý Bắc Kỳ không làm đường sắt, đi tìm Trầm. Trầm hơn nó làm tôi thích thú, đam mê, tôi thích phiêu lưu nơi những cánh rừng gió bầu. Rồi gặp ma trên những đoạn đường xe lửa đủ loại ma. Tôi bị trễ xe, ngủ lại trong các túp lều của công nhân bắt đường dây điện thoại dọc theo đường sắt một mình. Khuya, ma kéo đến rất nhiều. Bây giờ ngồi viết lại lúc trẻ sao tôi gan thiệt. Tôi kể chuyện này thì vợ tôi chêm một câu làm tôi bừng sáng chân lý. Thì có gái sợ cái gì? Đêm âm dương như anh nói đó. Kẹt cô hồn nền đường sắt đó. Nói xong bà bỏ vào nhà. Trăng sáng trên đỉnh đầu, hai đứa tôi vừa gây nhau. Tôi già, nàng còn trẻ, dễ giận hờn. Tôi nhìn vầng trăng 16 sáng treo trên không gian thật đẹp. Vài đám mây trắng che khuất như một bức tranh. 2 giờ sáng tôi thức giấc khi một bóng người đứng trên đầu nằm tôi tưởng vợ mình vì mỗi khi giận nhau không ai ngủ chung. Em ngủ đi, mai còn đi làm. Tôi tưởng vợ nên nói. Em nào, em đây, mà bên suối sông Phan đây. Tôi nổi da gà tròn mình dậy, ánh đèn bật sáng vì có ai đó đi dưới tia sensor. Một bóng người thiếu nữ rất trẻ mà tôi đã gặp mấy chục năm về trước, nơi con đường sắt lúc 7 giờ tối bị trễ chuyến tàu Sài Gòn Phan Thiết năm xưa. Mình có đề tài để viết, vì tôi tịch ngồi mấy tháng nay về chuyện buồn. Tròn dậy, tôi lấy laptop vừa mở ra thì một khuôn mặt hiện lên màn hình, bóng ma bên bờ suối sông Phan. Nàng cười tươi tắn như trên video clip, nheo mắt rồi hung gió. Định thần lại thì màn hình trắng xóa. Tôi phải ấn nút reset 2 lần. Windows mới lên. Nhưng trong khung hình nhỏ lại có hình cô gái trên Gmail của tôi. Lung linh vài giây rồi mất. Chuyến tàu khách TN144 bắt đầu nhả khói. Tiếng Bắc Kỳ the thé vang lên từ ga Bến Thành. Chuyến tàu NT144 Sài Gòn đi Phan Thiết. Khởi hành giờ N. Yêu cầu quý khách trật tự lên tàu. Tôi bịt tai hàng ngày tôi phải nghe những âm điệu này khắp các nẻo đường. Đến mức muốn nổi điên. Nhiều lúc tôi ước nếu có cây M16 tôi vẫn hết mấy cái lo chó chết này. Nó làm tôi khủng hoảng tinh thần từ trong trại cải tạo. Từ tù nhỏ bây giờ ra nhà tù lớn. Chắc tôi phải chạy ra biển thôi. Con tàu xám xịt tối om chạy máy dầu ì ạch. Khoảng 50 cây số một giờ, hành khách đủ mọi thành phần nhồi nhét. Đa số dân buôn cá hấp từ Phan Thiết. Mấy thằng bạn làm đường sắt kéo tôi lên toa trưởng xa, ngồi, tôi lắc đầu. Thôi, tao muốn ngồi nơi này có dạy em buôn bán cá Bình Hưng, ngồi kế bên đùi nóng lắm. Mày ăn công động mà dê. Chiến đầu đành làm cầu đường Sài Gòn mương máng được vài tháng sau khi tôi khám sức khỏe mà không làm. Tôi đi kiếm Trầm. Về cho đỡ hận sau mày, mất nước đau quá, nỗi đau còn rớm máu. Tao thấy có tàn quân nơi số kiếp, mày ơi, họ mặc đồ biệt động quân. Xạo giờ thôi, mẹ mấy ông sĩ quan cải tạo từ tánh lên đó, việc cộng phát đồ lính ngày xưa cho mặt khai phá núi đồi trồng khoai mì xuất cảng. Lúc này tôi đã trả nợ một niên nơi cà tót cho tụi Việt Cộng. Mấy ông cấp cao vẫn còn tại tù đang lao động ở vùng này, xe qua hết các ga trời tối sầm. Rừng tre rừng già dày đặc, hồi còi tàu rú lên từng tiếng. Tiếng xe dập dình lung lắc như lên đồng, hành khách ngủ gật.
Một con nhỏ bán cá hấp tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành, nó ngáy như heo luôn. Tôi tính nó gạt qua một bên, nhưng bên ngọn đèn tù mù trên trần rọi xuống, nó rất là ngộ. Bàn tay tôi chợt mân mê lên cặp đùi nóng hổi, nó khẽ cựa mình khép chặt cặp đùi. Tôi thở dài rút bàn tay ra, về đến ga sông Phan tàu dừng, nó đi xuống, nhéo vào lưng tôi một cái. Anh dễ ngăn, rờ đùi tôi, mà đi sau không có dễ đâu. Thì đâu có, tại tôi vô ý động thôi mà. Qua cầu sông Phan chiếc cầu tạm, bên phải người ta đang làm một cây cầu mới chắc chắn, xe chạy chậm. Tôi thấy một bóng người nhảy xuống, tàu qua cầu chạy nhanh. Cô gái ngồi tè vùng dậy chạy theo tàu nhưng đã trễ, bóng khuất dần. Tôi nhảy ngược xuống toa xe vì khúc này tôi quen. Sẽ còn chuyến xe tốc hành đến lúc 10 giờ đêm, bỏ cô gái giữa rừng tôi không đành. Tôi nhảy xuống đi ngược về cái cầu, những lùm tre già, tiếng gió mạnh rì rào lùa vào lùm tre có những đốm mắt thú vật xanh lè nhìn xương sống tôi lạnh. Da tay tôi nổi da gà. Trời, tôi than thầm. Tại sao tôi lại nhảy xuống xe trong giờ này? Màn đêm kéo về, cô gái không thấy. Tôi dụi mắt, mình thấy nó hớt hải chạy theo xe kêu cứu. Mà bây giờ nó đi đâu? Tôi la lên. Cô ở đâu tôi nhảy xuống cứu cô nè? Thì tiếng của tôi dội lại y hệt nơi cánh rừng âm u. Nơi bờ suối có một chòi lá của đám công nhân đường sắt giờ bỏ hoang, không một bóng người. Chân tôi lạnh ngắt, tôi nhìn đồng hồ. Thì còn 2 tiếng nữa chiếc tàu Nam Bắc mới đến. Không lẽ ngồi bên vệ đường chờ, đi bộ về mương máng thì 6 cây số, nếu ngược về ga sông Phan 3 cây số. Tôi chưa biết chọn lựa và quyết định, phải tìm cô gái hồi nãy, chắc ở đâu đây, nơi cái chòi lá. Tôi lần theo truyền dốc đi về căn chòi lá, đã gần một nát. Cái cửa lông ra, bên trong tối đen không một bóng người, tôi thất vọng gọi. Cô ơi cô, tôi đến cứu cô nè. Tôi vội lấy cái hộp quẹt, tìm nhúm cỏ khô gần đó đốt lên, bỏ mấy cành cây khô vào. Lửa bừng sáng, tôi gom hết củi đốt thành một đống lửa to, ngồi chờ chuyến xe. Thì từ bờ suối, một bóng người đi lên. Tôi dụi mắt nhìn, một cô gái chắc cô hồi nãy trễ chuyến xe. Trời ơi, tôi tìm cô làm tôi hết hồn. Cô gái không nói gì hết, bộ đồ đen ướt, dán vào da thịt, vú mô, ngồn ngộn, tóc dài, nhưng mặt hơi xanh. Tôi lạnh người ú ớ không cảm giác khi đôi mắt cô gái biến thành một hố sâu và cái đầu lâu trắng hiếu xuất hiện dưới mái tóc đen và dài. Cô gái bục ôm chầm lấy tôi, đè tôi ngã người bên đống lửa. Nàng thoát y tôi, nhìn lại khuôn mặt trắng bạch, nở nụ cười rồi cởi nốt cái quần lót màu đen nhỏ xíu. Nàng ngồi lên người tôi rồi bắt đầu cởi ngựa. Tiếng tôi thở, tiếng rú của cô gái bên đống lửa bập bùng. Cái lưỡi của cô gái thè ra dài, liếm hết mình tôi. Đến khúc dưới nàng trê lên trê xuống. Tôi chết liệm, bùng dậy đè cô gái dập những cú dập như bò tót hút bậy. Có lộn không đây ba? Nhà ma mà cha dập cha. Chết, tôi choàng tỉnh khi tiếng còi xe lửa từ ga sông Phan hú lên từng hồi. Bên tôi, đống lửa vẫn cháy nhưng không còn cô gái. Hai chân tôi món sậm vì tôi bắn máy bay trong cơn mê với cô gái lên từ bờ suối. Tôi chạy ra chiếc cầu chờ xe lửa đến. Nhưng chiếc tàu Nam Bắc, tên tài xế nó không chạy chậm theo quy định giảm tốc độ khi qua cầu xuống 6 cây số 1 giờ. Nó chạy nhanh, tôi rượt theo bám vào thanh sắt to cuối cùng, hộc. Tôi bắp té và rơi xuống cầu. May là tôi rơi ngay vào một đống cát của nhóm xây dựng cầu đường xe lửa, nên thoát chết. Không biết tôi ngất đi bao lâu, trong lúc đó tôi thấy rất nhiều người bu vào tôi. Họ là những hồn ma chết trong năm 1954, khi ven đường xe lửa là rừng. Cựu Việt Minh đốt 2 lò than hai bên chờ chuyến xe khách Sài Gòn Phan Thiết. Đến khúc này cho nổ tung 2 lò than tràn xuống đường rầy, thiêu rụi chuyến xe và tấn công giết hết tài xế người Pháp. Dân chúng chết la liệt. Bây giờ họ hiện về trong đêm. Tôi thấy lại cảnh chiếc xe lửa bốc cháy và tiếng súng cùng tiếng than khóc kêu gào. Tôi cũng la lên. Tiếng la của tôi lạc lõng nơi con suối đầy ma. Thì cô gái ma lại xuất hiện, kéo tôi khỏi bãi cát, không nói một lời.
Chị nhìn tôi rồi biến mất về cuối con suối. Tôi lại thấy một bà già chỉ còn khúc trên, bay là đà trên ngọn cỏ và phần dưới của bà nằm gần tôi. Trong cơn mê tôi nhớ là bà già đi bẻ măng bị xe lửa cán đứt làm hai khúc nơi này. Khi bà trật chân nhảy xuống xe lửa, mồ hôi tôi toát ra. Nơi khúc này cũng có một người công nhân cầu đường nhảy tàu bị cán đứt cánh tay. Nó đi bộ 6 cây số mò về trạm xá Mường Máng lúc 2 giờ sáng. Ma, ma, toàn là ma đủ loại ma. Con ma nữ đến bên tôi, nó nói chết nơi cuối con suối vì sốt rét khi làm công nhân đường sắt ở khúc này. Một buổi trưa nó ra suối lấy nước, lúc này con suối đã cạn vì mùa nắng, nhưng nước vẫn còn đọng lại thành vũng. Em chết vì kiệt sức, họ chôn em tại đây luôn. Gia đình em ở Quảng Trị không ai biết, mai anh đến đó sẽ thấy. Đến 3 giờ sáng khi sương rơi, tôi thấm lạnh rồi tỉnh người ngồi dậy, đau đầu, chân bị trật gân, chiếc giày chân trái rơi đâu mất. Tôi định thần nhìn trong bóng đêm tìm cái túi, trong đó có khẩu Colt 45, tôi mang về từ Sài Gòn. Nó rơi không xa, tìm được cái túi cùng chiếc giày mang vào. Tôi không đứng lên nổi, chắc xương chân bị gãy. Đau quá tôi ngồi xuống xoa bóp, một hồi lâu rồi bò lên truyền dốc. Trước mặt tôi bóng ma cô gái vẫn lờ mờ trong hơi sương. Dẫn đường tôi bò theo bóng ma lên một túp liều nhỏ của Tuần tra xe lửa. Tôi bò vào, lấy cây súng nhét lên mấy trăm nơi khuất tầm mắt. Tôi sợ đến gần sáng, tụi công nhân đường sắt sẽ đến khúc này làm sớm. Phát hiện ra tôi thì khổ nếu có súng. Đến gần sáng, một chiếc tàu công vụ xuất hiện, họ đổ đá xuống hai ven đường. Trời còn tối, họ không thấy tôi trong túp liều. Tôi cũng nằm im vì tàu này có công an đường sắt. Cho đến sáng, tôi mới mò ra ven đường. Lết được đôi chân sưng vù, thì một công nhân đường sắt thấy tôi cà nhắc. Họ nhảy xuống dìu tôi đưa lên xe. Tôi bị trễ xe đêm qua khi té xuống cầu trong chuyến xe Nam Bắc. Anh làm gì nơi này? Tên công nhân hỏi. Tôi từ Sài Gòn về đến Nga khúc này thấy một cô gái nhảy xuống tè, rồi nhảy lên không kịp trong đêm nên tôi nhảy xuống giúp. Trời ơi con ma đó, nó thường xuất hiện lúc 7-8 giờ tối mỗi cuối tuần, nhiều người bị lắm mà ông bị nó hiếp dâm chưa? Tôi chết lặng, ông này nói đúng. Tôi bị tả tơi nên hết xí quách, chạy theo chuyến xe lửa cuối cùng không được nên rơi xuống cầu đêm qua. Vậy, Phan Thiết vừa lết ra sân ga thì gặp Lâm Núi, bạn tiểu học. Thấy tôi thê thảm quá chở tôi về nhà. May chân và xương đùi không bị gãy, vì tôi rơi hai chân xuống trước như nhảy không dù từ 10 mét của cây cầu sông Phan. 7 ngày sau ra sông Phan, tôi trở lại căn liều lấy cây súng Colt 45 nhắc vào bụng, mặc chiếc áo rộng, thì bên tai có tiếng nói, anh đi về cuối con suối thăm em. Tôi lần mò về con suối cạn, đến cuối dòng thấy một con trăng to. Nó nằm trên gành đá. Nó nhìn tôi nhìn nó. Tôi đốt súng lên đạn, nó vùng trường súng xuống mất dạng. Một ngôi mộ đắp bằng đá vụn nằm trơ vơ. Trên ngôi mộ có một cái túi bằng ni lông nhà binh, chưa mục. Tôi lấy, mở ra, thấy một cuốn album toàn hình lính thiếu sinh quân. Người trong hình là một AET cầm cây M60, mình trần đang trong tư thế bắn. Tôi choáng người. Cuốn album bọc giấy dầu cẩn thận, hình vẫn còn rõ nét, dù có một vài tấm bị hoen ố. Hình một cô gái chắc là người trong mộ, đẹp, chụp trước trường quốc gia Nghĩa Tử. Thôi, tôi chợt nhớ, đa số công nhân đường sắt là người Quảng Trị. Tôi đã gặp họ nơi ga Dầu Dây và Suối Kiết. Tôi ngồi trầm ngâm với cuốn album có số quân 58 đầu rồi 51, KBC-4437. Bên tôi dường như có tiếng người kế bên tôi nghe hơi lạnh, một làn tóc mơn man vào mặt tôi. Tôi sợ quá chạy vụt ra con đường thì tiếng gọi. Anh ơi, ở lại đây với em. Tiếp theo là tiếng cười the thé ớn lạnh như từ cõi âm ti. Tôi chờ chuyến xe lửa sắp đến nhảy lên, mang cuốn album theo vô ga Dầu Dây, tìm chiến đầu đền bạn tôi đang làm công nhân đường sắt đưa cuốn album cho nó. Mày tìm giùm tao trong nhóm công nhân người Quảng Trị, ai quen cô gái này đưa giùm tao. Tao tìm thấy nơi bờ suối sông Phan, rồi tôi kể vụ trễ xe và gặp ma.
Thôi, tao đâu có biết ai mà tìm. Tôi đành đến ga Suối Kiết, tìm nhóm công nhân đường sắt, mà gửi cuốn album gặp cô gái tên Lan Lai Mỹ câu nhận vì biết người chết là ai. Đêm về cũng ngang khúc cầu sông Phan, đúng 7 giờ 30 tôi lại thấy một bóng cô gái nhảy xuống xe lửa rồi chạy theo. Bây giờ tôi mới biết là ma. Hơn 45 năm sau, đang ngồi viết lại chuyện ma, tôi nghe tiếng phone reo. Tao đây! Ông nhảy dù lên tiếng. Thằng Kỷ Gió mới sáng đã gọi. Ông nhảy dù vào đề liền. Mày cho tao tị nạn chính trị vài ngày. Sao vậy? Tôi hỏi. Hai vợ chồng tao gây nhau găng quá. Mẹ, già rồi, sống em đi, chuyện gì mà gây nhau? Bà nói tao có gậy nhí và có con rơi. Trời, mà mày có không? Đâu mà có, bà lục lọi tìm ra lá thư trong thùng rác, mà tao đốt chưa cháy hết vì lúc qua đốt bà dạy bất tử. Mẹ, mày ngu vừa thôi, dính đến tụi gà móng đỏ bên Việt Nam chết thân già, mà lá thư con đó nó viết làm sao? Tôi hỏi, nó viết dài rồi thăng, em có bầu anh phải có trách nhiệm nuôi em. Tao đốt mà nó chưa cháy hết khúc đó còn. Một nội trời hại mày rồi thằng già mất nết. Mà mày còn đạn đâu mà bán cho nó dính bầu, nó moi tiền mày đó, nó chơi thằng khác dính bầu rồi cho mày lãnh đạn. Giờ sao, hả, dỗ mong ơi, cứu tao đi. Mẹ mày dắt cụ Từ già tống Viagra cho nó lên 11 giờ cho đã bây giờ, ha, lôi tao vào sao, tao đâu có ngu. Khi mày mò về Việt Nam là tao nghi rồi, cái bản mặt của mày thấy như đồng là tít mắt, thôi ráng chịu đi. Vậy mày không cho tao tị nạn sao? Cô tao nè, gia đình tao đang có chuyện không vui, tao đang muốn tìm chỗ ẩn thân nè. Trời ơi, chuyện gì? Thì nửa đêm tao viết chuyện ma, đường sắt. Bà vào trai của tao, bà thấy tao bị con ma hiếp dâm, bà không thương, còn nổi tâm bệnh, nhào qua phòng tao, đè tao ra hỏi con ma nào tên gì khai mau. Tao nói à, bớt ghẹn đi em, để anh bày tỏ đôi lời. Không, cay ra, tên gì, nó còn sống không? Em ơi, ma thì nó chết từ khuya rồi mà. Chết rồi sao anh nhớ nó khai ra, lẻ lên. Rồi sao, mụ nội mày cũng mắt đỏ như tao. Ông nhảy dù than. Thôi xuống thằng lôi hổ đi, thân tao giờ như cá nằm trên thớt. Mấy mụ nền bà bây giờ ghê quá. Hey, mẹ họ, nếu có kiếp sau tao không mật đàn ông, bằng đàn bà cho sướng. Ông nhảy dù than. Trời ơi, thằng lôi hổ cũng không có hơn gì bọn mình. Con Thu Nguyệt đang dằn vặt nó về vụ gì đó. Mà sao mấy ông bây giờ nổi chứng khó giải à ngang. Bà quân y vừa vô quát lên, ông nhảy dù cúp máy cái rột. Thôi mà bậu, đâu ai làm gì đâu. Không làm gì mà lâu lâu anh nặng ra một con trong bài viết, rồi ông nhảy dù về Việt Nam nhảy độc loài baby ra kìa. Tôi im ru, ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời than. Ây à, trời đã sanh ra tôi sao còn sanh ra mụ. Kịp lai sinh gặp đàn bà chắc tôi trốn luôn. Anh làm bầm gì đó ông dẫu mong, không dám đâu. Thấy đàn bà là tối mắt, nhào vào không cần lai sanh. Nói kiếp này đi, lai sanh làm gì nữa hai? Tôi chợt nhớ tới lời ông anh vợ than. Ê, mấy bà sao bên họ còn nhiều năng lượng quá, chắc mấy thằng già mình đi bớt sớm. Anh chuẩn bị gì chứ anh hai? Làm sao? Thì chuẩn bị gặp Diêm Chúa. Ê, 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 đừng có nói bậy, tao còn yêu đời lắm, mày lo phần mày đi. Tôi lắc đầu, ngồi xuống bậc thềm, nhìn đằng kiến nói, tụi mày sướng hơn tao. Melbourne, mưa đầu thu tháng 3, 2023, tác giả Phan Nhật Bắc. Mấy ông thằng quá, coi tôi nè. Dù mình bị mang tiếng như tôi vẫn cứ sợ vợ. Sợ vợ thì tốt chứ có hại tới ai đâu. Dù người mang tiếng như tôi được sống yên vui, anh em đừng có ngày chi, anh em hãy cứ sợ vợ, vợ mình là nhất chẳng ai bằng đâu. Mặc dù nhiều lúc nó hơi xà màu, vậy mà hạnh phúc ấm êm dài lâu. Dạ xin cảm ơn bà con cô bác mình.